Bộ trưởng Quốc phòng Anh Sops cho rằng việc triển khai các hỗ trợ quân sự của London tại Ukraine sẽ hiệu quả hơn so với việc thực hiện chúng ở Anh. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sops nói với Telegraph rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc mở rộng chương trình huấn luyện do Anh dẫn đầu cho quân đội Ukraine và có khả năng London sẽ triển khai các cố vấn quân sự đến Ukraine. Ngoài ra thì Anh có thể hỗ trợ hải quân Ukraine ở Biển Đen trong chuyến đi tới kiev hồi đầu tuần này bộ trưởng sars từng tuyên bố ông thấy việc triển khai các hỗ trợ quân sự tại ukraine sẽ hiệu quả hơn so với việc thực hiện chúng ở anh ngoài việc huấn luyện binh sĩ ukraine london có ý định sản xuất vũ khí tại kiev thông qua đầu tư của tập đoàn quốc phòng bae systems tôi rất muốn thấy các công ty khác của anh cũng làm điều tương tự Tôi nghĩ động thái này sẽ giúp thúc đẩy chương trình huấn luyện và sản xuất vũ khí tại Ukraine lên cao hơn, ông Saps nói thêm. Trong cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Saps cũng nói rằng Hải quân Anh có thể đóng một vai trò trong việc bảo vệ các tàu thương mại ở Biển Đen. Quân đội Anh đã tiến hành một hoạt động chính thức để huấn luyện và trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine kể từ năm 2015. Sau đó thì hoạt động này đã chuyển đến Anh, và một số nước nato khác sau khi xung đột nổ ra bên cạnh cố vấn quân sự quân đội anh có thể triển khai lực lượng thủy quân lục chiến tiến hành một số hoạt động bí mật ở ukraine vào năm ngoái nhưng london chưa bao giờ thừa nhận có bất kỳ sự hiện diện quân sự đáng kể nào ở ukraine việc triển khai công khai binh sĩ anh đến ukraine có thể sẽ là một bước leo thang khác sau khi london trở thành quốc gia nato đầu tiên cung cấp cho kiev đạn uranium nghèo cũng như tên lửa hành trình tầm xa Moscow đã nhiều lần mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc xung đột giữa Nga và toàn bộ cỗ máy quân sự phương Tây. Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái từng nói rằng quân đội Ukraine đang chiến đấu dưới sự chỉ huy của các cố vấn phương Tây. Theo trang Grayson, các chuyên gia tình báo Anh được cho là đã tham gia nghiên cứu cách làm nổ tung cầu Crimea của Nga bằng cách sử dụng thợ lặn hoặc phương tiện mặt nước không người lái cuộc tấn công đầu tiên vào cây cầu năm ngoái được thực hiện bằng cách sử dụng bom xe tải thay vì các phương án được thảo luận trong phân tích của Anh. Đến tháng 7 năm 2023, Kiev đã sử dụng hai USV tấn công cầu Krum làm hai người thiệt mạng và hư hỏng một nhịp cầu. Đầu tuần này, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cáo buộc các cơ quan tình báo Anh và Mỹ giúp điều phối cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào sở chỉ huy của hạm đội Biển Đen tại Sevastopol, Grum.